Huỳnh Như chỉ ra thuận lợi khi chơi bóng tại đội bóng Bồ Đào Nha. Theo Huỳnh Như, cô thi đấu và tập luyện thường xuyên ở Lan Fan Club. Điều này củng cố thêm vị trí của Huỳnh Như tại câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Sáng nay ngày 27 tháng 10, đội tuyển nữ Việt Nam đã quay trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Gặp Ấn Độ, toàn đội đã lấy lại tinh thần sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan vào tối qua để có thể tập trung chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Chia sẻ về đối thủ ở trận đấu ngày 29 tháng 10, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, trong quá khứ, chúng tôi đã có cơ hội đọ sức với đội tuyển nữ Ấn Độ. Nhưng sau trận đấu với Nhật Bản vừa qua, tôi thấy họ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin rằng, trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt. Thực tế, khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu Á là Nhật Bản cùng với chủ nhà Uzbekistan và Ấn Độ. Là những đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, cá nhân tôi nghĩ đây không phải là bảng đấu dễ dàng. Mặc dù cơ hội đi tiếp là không cao, nhưng được chơi tại vòng loại thứ 2 Olympic là cơ hội lớn của các cầu thủ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nói thêm. Trước khi quay trở lại đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như đã có bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ Lan. Sau đó, cô bay từ Bồ Đào Nha sang Uzbekistan để tập luyện cùng các đồng đội một ngày trước khi giải đấu diễn ra. Dù vậy, đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội. Tại Bồ Đào Nha, tôi cũng được thi đấu và tập luyện thường xuyên. Thế nhưng thời gian được tập luyện cùng các đồng đội tại đội tuyển cũng có phần hạn chế. Chính vì vậy, khi được luyện tập cùng mọi người, tôi luôn giao lưu kết nối để hiểu rõ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra trong các trận đấu sắp tới. Đáng chú ý khi đợt tập trung lần này có sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ mới. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp các bạn. Bản thân tôi cảm thấy vui. Tôi cảm thấy rằng các cầu thủ trẻ hiện đã có sự tiến bộ rõ rệt. Đó là tín hiệu tốt cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ giữ được lửa để tiếp nối những tiền bối hướng đến các mục tiêu xa hơn.